Bé nhà em 3 tuổi bây giờ rái tai nhiều quá, không biết xử lý thế nào. Đối với cái bé nhỏ thì rất là sợ lấy rái tai. Mà nếu mà rái tai nhiều thì mình vẫn ưu tiên là dùng thuốc nha. Thuốc thì trên thị trường cái thuốc làm tan rái tai hay là làm mềm rái tai nó có hai loại, một loại xịt, một loại nhỏ. Thì bố mẹ có thể dùng là một trong hai loại đều được. Thì đây là mình sẽ thấy trên tay của bác sĩ, đây là cái chai xịt rái tai ha. Giờ mình test cái chai xịt rái tai nè. Đó, bố mẹ có thể test thử trên tay nè. Nó dạng giống như là phun sương vậy đó ha. Mình để kê sát cái đầu dòi, sát cái cửa ngoài của cái tai bé. Đó, sau đó mình sẽ xịt nha. Thì đó, xịt ha. Khi mà xịt cái này vào á, bố mẹ sẽ theo dõi trong vòng khoảng 1 tuần ha. Đôi khi nó sẽ chảy nước vàng nè. Thì lúc đó bố mẹ dùng cái tăm bông, bố mẹ vệ sinh vòng vòng này nè, để lấy cái rái tai ra. Còn nếu mà mình soi sau 1 tuần á, mình soi đèn mình vẫn thấy còn rái tai rất là nhiều, thì lúc đó là bố mẹ có thể là đem đến cho là bác sĩ tai mũi họng. Thì khi đó bác sĩ sẽ soi kiểm tra cho bé và có thể là hút rái tai cho bé. Thì khi đó mình hút rái tai cho bé rất là dễ dàng và không làm cho bé đau, bởi vì á, có những cái rái tai nó bám chặt vào da ống tai, và cái việc mà xịt cái này nè nó sẽ làm mềm rái tai và làm bong tróc cái rái tai ra. Khi đó mình hút rái tai cho các bé thì rất là dễ dàng luôn và bé không có bị đau.